Trong tự nhiên có rất nhiều loại quả tốt cho việc giảm cân, trong đó cách giảm cân hiệu quả bằng chanh leo được ưa chuộng. Chanh leo cũng vậy, không chỉ tốt cho da, chanh leo còn giúp giảm cân rất tốt. Bài viết dưới đây xin chia sẻ cách giảm cân bằng chanh leo hiệu quả cho mọi người tham khảo. Chanh leo giảm cân, chanh dây là loại quả có vị chua ngọt và hương thơm rất đặc trưng. Trong chanh leo có nhiều vitamin và khoáng chất như sắt, kali và các chất chống oxy hóa. Vì vậy chanh leo không chỉ tốt cho sức khỏe, làn da mà còn là cách giảm cân hiệu quả. Chanh leo có giúp giảm cân không? Bình thường mọi người biết đến trái chanh leo với công dụng thanh nhiệt, giải khát và làm đẹp da. Tuy nhiên chanh leo còn có tác dụng giảm cân tiêu mỡ chưa được đề cập đến. Cách giảm cân hiệu quả bằng chanh leo đem lại cho cơ thể bạn rất nhiều vitamin và khoáng chất. Vitamin B và vitamin C từ nước chanh leo hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, nó giúp tăng cường chuyển hóa mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả. Cách giảm cân hiệu quả an toàn, bạn không nên bỏ đi phần cùi và hạt của loại quả này. Cùi và hạt chanh leo là nguồn chất xơ dễ tiêu dồi dào, vừa có tác dụng nhuận tràng vừa tích trữ lại trong ruột gây cảm giác no. Cách giảm cân hiệu quả tự nhiên từ chanh leo, tận dụng chất xơ từ loại quả này để tránh cảm giác thèm ăn. Bình thường việc giảm cân của chúng ta thất bại, nguyên nhân chính là do không kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Một ly sinh tố chanh leo là cách giảm cân hiệu quả an toàn cho chị em phụ nữ béo phì. Chanh leo tuy giảm cân rất tốt nhưng nó cũng cần được sử dụng hợp lý để không gây bệnh dạ dày. Cách giảm cân hiệu quả tự nhiên từ chanh dây ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, bệnh tim mạch và chống nhiễm trùng. Cách giảm cân hiệu quả bằng trái cây chanh leo còn giúp chị em có được làn da đẹp mịn màng, giảm bớt thâm nám. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé. Cách giảm cân hiệu quả từ các loại nước uống chanh leo. Một trong những cách giảm cân hiệu quả cho dân văn phòng là sử dụng các loại nước ép. Chanh dây có khả năng giúp giảm cân hiệu quả không thua kém gì bưởi, cam, chanh hay dứa. Khi chế biến nước ép chanh dây giảm cân, bạn nên nạo cả phần cùi trái rồi xay chung với nước. Tận dụng cùi chanh dây là cách giảm cân hiệu quả tự nhiên, bạn sẽ hấp thu được lượng chất xơ dồi dào có trong chanh dây. Nếu chỉ vắt lấy phần nước trong ruột để làm nước ép chanh dây giảm cân thì rất phí. Cách giảm cân hiệu quả từ chanh dây khuyên bạn nên tận dụng hết phần cùi và hạt của nó, xay nhuyễn cùng với phần nước. Trái chanh dây để giảm cân thì chỉ bỏ phần vỏ cứng bên ngoài thôi. Chanh leo dầm đường, cách giảm cân hiệu quả cho mùa hè. Cách giảm cân hiệu quả bằng trái cây này là bạn ăn sống chanh leo dầm với đường luôn. Nếu ai thích ăn chua thì có thể ăn chanh leo trực tiếp, không cần dầm cùng đường, hiệu quả giảm cân sẽ cao hơn. Cách làm món chanh leo dầm đường giảm cân: chanh dây rửa sạch để ráo, sau đó bổ đôi, dùng muỗng nạo lấy ruột cho vào một bát nhỏ, cho thêm tí đường, đánh đều cho tan đường. Cho ruột chanh dây đã nạo vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn, sau khi xay nhuyễn lọc nước chanh qua một cái dây. Lọc đi, lọc lại nhiều lần cho thật kỹ, cho đến khi không còn thấy hạt đen nữa. Sau khi lọc xong, nước chanh leo có độ sánh và trong, cho vào cốc hoặc đựng trong chai, bình kín để vào tủ lạnh. Bạn lưu ý có thể dầm chanh dây với mật ong thay cho đường cũng rất ngon. Ngoài ra còn tăng hiệu quả giảm cân của chanh dây nữa. Mật ong chứa nhiều chất kháng khuẩn, vì thế cách giảm cân hiệu quả với mật ong chanh leo còn giúp cải thiện sức đề kháng, giảm ho. Cách ăn uống giảm cân hiệu quả nhất cùng chanh dây: chanh dây giúp giảm cân và thon gọn vóc dáng. Tuy nhiên bạn không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nó để giảm cân được. Cách giảm cân hiệu quả với chanh leo cần áp dụng chế độ ăn uống cũng như tập luyện hợp lý. Có thể coi sinh tố hoặc nước ép chanh dây là một loại detox giảm cân hiệu quả. Để bảo vệ dạ dày thì bạn nên uống chanh dây với đường và uống sau bữa ăn. Chanh dây cũng giống như chanh, nó khá chua nên không dùng cho những người mắc bệnh đau dạ dày. Thực đơn giảm cân hiệu quả với chanh leo là cơm, thịt nạc thăn heo, bò ức gà cũng như kết hợp các loại rau củ. Sau bữa ăn, cách giảm cân hiệu quả an toàn là dùng một ly sinh tố chanh leo thơm ngon mát lạnh. Chanh dây không phải thực phẩm giảm béo thần thánh, vì thế khi ăn chanh dây giảm cân bạn vẫn cần tránh xa các đồ dầu mỡ, nhiều đường và tinh bột. Nếu cứ tiếp tục thói quen ăn uống không khoa học hàng ngày, cách giảm cân hiệu quả với chanh leo sẽ không đem lại tác dụng. Những cách giảm cân bằng chanh leo hiệu quả: mẹo giảm cân bằng chanh leo, sinh tố chanh leo. Cách giảm cân bằng chanh leo này rất đơn giản và hiệu quả, hơn nữa nó còn giúp làm đẹp da nên được nhiều người áp dụng. Sinh tố chanh leo uống rất ngon và mát, cách làm khá đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một ít chanh leo rửa sạch,
bổ đôi và lấy phần ruột cho vào máy xay sinh tố. Cách giảm cân hiệu quả này có thể cho thêm một chút đường phèn nếu thích uống ngọt. Lọc phần nước chanh để loại bỏ hạt đen rồi cho vào cốc hoặc chai bảo quản trong tủ lạnh. Cách giảm cân nhanh hiệu quả không dùng thuốc là dùng các loại sinh tố, trong đó có sinh tố chanh leo. Chanh leo có thể uống riêng hoặc kết hợp cùng các loại trái khác cũng cho thành phẩm nước ép rất thơm ngon. Một số loại quả có thể kết hợp với chanh leo là dứa, nho, cam, ổi. Ngoài món sinh tố chanh leo giảm cân thì bạn cũng có thể ăn sữa chua chanh leo. Cách giảm cân hiệu quả từ món sữa chua chanh dây sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại được vóc dáng lý tưởng. Cách giảm cân hiệu quả trong một tuần với sữa chua chanh leo, chuẩn bị sẵn phần ruột và hạt chanh leo xay nhuyễn ra. Trộn cùng sữa chua sau đó cho vào hũ nhựa thủy tinh để tủ lạnh ăn dần. Đây là cách giảm cân hiệu quả bằng phương pháp tự nhiên cho những ai hay ăn vặt. Các bạn chuẩn bị một ít nước ép chanh leo như ở cách làm trên, trà xanh và một chút đường. Cách giảm cân hiệu quả kết hợp của chanh leo và trà xanh sẽ không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn thanh nhiệt, giải độc và làm đẹp da hiệu quả. Mỗi ngày uống 3 ly lục trà chanh leo sẽ cho bạn hiệu quả giảm cân tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chanh leo để chế biến một số món ăn. Để áp dụng công thức giảm cân bằng chanh leo hiệu quả hơn, bạn cũng nên kết hợp với việc tập luyện và có một chế độ ăn hợp lý. Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy dùng viên uống giảm cân nhanh. Chúc các bạn giảm cân bằng chanh leo thành công. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.